Tử vi tuổi Giáp Dần 1974 tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích trên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Quý vị thân mến, may mắn và thành công sẽ ập đến với những người tuổi Giáp Dần trong tháng 7 âm lịch. Mặc dù tháng này được coi là tháng cô hồn, biết bao người phải e ngại, né tránh khi nhắc đến. Mà tháng này, ấy vậy mà tuổi Giáp Dần trong tháng này lại có những bứt phá nhất định để đi đến được thành công, được thần tài trợ mệnh, bàn lộc trời cho. Nên những gia chủ tuổi Giáp Dần gặp vận may như diều gặp gió, phân lên nhanh chóng, khiến những con giáp khác phải ghen tị và đố kỵ không ngừng. Cũng bởi những gia chủ tuổi Giáp Dần thường thích đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm, làm những việc người khác không làm được. Họ ý thức được sự quan trọng của tiền bạc, địa vị, quyền lực với cuộc sống của mình. Bởi vậy, ngay từ khi còn trẻ tuổi, họ luôn cố gắng phấn đấu hết mình để xây dựng được một sự nghiệp tầm cỡ lớn lao, vẻ vang. Tuổi Dần mệnh mộc, làm việc khá chăm chỉ và khoa học. Họ biết cách học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Không sớm thì muộn, những gia chủ tuổi Giáp Dần sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Đầu tiên là phần tổng quan của gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Giáp Dần 1974 có mệnh đại khê thủy, tài trí hơn người, học hành giỏi giang, lại ham mê tìm tòi khám phá những thứ mới lạ. Họ có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật và các đồ thủ công, thậm chí có thể đạt tới trình độ khá tinh thâm. Lòng tự tôn của người này là rất lớn, luôn tự mình hành động. Suy nghĩ cao xa, đôi khi có phần kiêu ngạo, không dễ chấp nhận ý kiến của người khác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của người này. Tuy nhiên, họ lại hiếm khi rơi vào cảnh này nên khiến người khác nảy sinh lòng đố kỵ. Người tuổi Giáp Dần nên chú ý, đừng dễ dàng tin người quá mức. Trước khi làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, luôn giữ cho mình phương án dự phòng để đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra. Suy xét chu đáo kỹ càng thì mới khiến cho kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi. Chỉ cần mệnh chủ, nguyện ý, nỗ lực, chắc chắn thành quả thu được sẽ không khiến mọi người thất vọng. Tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021, người tuổi Giáp Dần khá chủ động trong chuyện tình cảm. Mệnh chủ sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại e dè. Thời điểm này, đào hoa khá tốt, sẽ giúp mệnh chủ tìm được tình yêu mà mình mong muốn. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng quá nhiều. Có điều, hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Giáp Dương Mộc gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ tuổi Giáp Dần, nếu có cơ hội tốt, cần nắm bắt thì sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi mệnh chủ ở phía trước. Đặc biệt năm 2021, thái tuế là Sửu, để cho vận trình sự nghiệp, sức khỏe, gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ Giáp Dần sinh năm 1974 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, những người tuổi Giáp Dần sẽ có những bước đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ của người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt mệnh chủ gặt hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Người tuổi Giáp Dần tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Kết quả mệnh chủ đạt được ngày hôm nay một phần nhờ công giúp sức của mọi người.
hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của mệnh chủ trong mắt đồng nghiệp. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, mệnh chủ sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, mệnh chủ có cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình, kìm nén niềm đam mê trong công việc ở một mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác, đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình. Vì cơ hội để cải thiện vận may của mệnh chủ phụ thuộc vào nỗ lực của chính gia chủ. Ngay cả khi mọi người không thể ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ tất cả các khách hàng. Tuy vậy, nếu như gia chủ tới Giáp Dần không muốn bao nhiêu công sức của mình bị đổ sông đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Xét vận trình tài lộc tháng 7 âm lịch, họa phá tài đang ập đến. Gia chủ tuổi Giáp Dần xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ mệnh chủ phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay mọi người. Mệnh chủ cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của những người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của mệnh chủ, thì hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà sức tai tiếng vào thân. Chính vì vậy, để có thể kích hoạt tài lộc, vận may trong thời gian này, thầy phong thủy khuyên các gia chủ tới Giáp Dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ mệnh chủ trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi, thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho gia chủ tuổi Giáp Dần. Những người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, mệnh chủ có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi mệnh chủ giận dữ, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, hai người đã sống với nhau trọn đời, vì vậy mọi người biết nhau rất rõ, có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Trong tháng 7 âm lịch, gia đình mệnh chủ sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Giáp Dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo hoặc tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Giáp Dần còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 7 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe của mệnh chủ có chút khó khăn với những người tuổi Giáp Dần. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của mệnh chủ đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Mệnh chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ.
để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Giáp Dần, sinh năm 1974. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, cây phong thủy Gia Cát sẽ tiếp tục chia sẻ tới quý vị và các bạn những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch. Để gia chủ tuổi Giáp Dần có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bính Thân, nạp âm sơn hạ hỏa. Tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thìn thành thủy cụ, xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Để với những người tuổi Giáp Dần trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 7, tức ngày 16 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Bính Thân. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 7, tức ngày 28 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Giáp Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, tháng cô hồn có một số ngày cát lành để gia chủ Giáp Dần tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Thứ nhất, ngày âm lịch 12 tháng 7, tức ngày 19 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Kỷ Hợi, nạp âm Bình Địa Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 7, tức ngày 31 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Tân Hợi, nạp âm Thoa Xuyến Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Giáp Dần trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.